bóng bâng buồn, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Con gái của tôi trời mưa khó, hôm nay là đi siêu thị gần nhà đi dạo. Trời ơi, toàn người là người, đi cọ mông. Giờ đi ăn bánh rồi các bạn ơi, lại đi mo về nghỉ này. Xe hôm nay chỉ có đi mo thôi. Bánh sao đi bánh xe sao được Việt Nam không? Việt Nam không có. Thích nhất là cái món bánh này, cherry blossom. Ông xã đã đứng và đang xếp hàng để thanh toán. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của Vanessa Mai. Hôm nay mình sẽ